Cảm giác của Nhi hiện tại là Nhi rất là thích cái format của chương trình cũng như là cái cách mà mọi người lựa chọn cái vali để Nhi có thể là tìm được cái vali phù hợp với lại cái tính cách của Nhi. Còn cảm giác của Phong thì Phong cảm thấy là cảm ơn chương trình rất là nhiều vì nhờ cái chương trình mà Phong đã tìm thấy Nhi, Phong tìm thấy được một người bạn mới chẳng hạn. Nhưng mà format chương trình rất là hay và thú vị, đưa từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, làm đứng tim mấy lần luôn ấy. Anh nghĩ là anh và tính anh và tính em có dung hòa được cho nhau. Như thích cái sự nó hơi rụt rè ở Phong, tuy là tỏ ra là mình rất là tự tin nhưng mà vẫn nhìn được cái sự rụt rè đó. You were the king, con sói. Minion. Phong thì ấn tượng nhất là lúc mình Nhi gọi lên tim Phong ấy. Ôi dồi, nó đập loạn xạ luôn á. Chứ không nổi luôn. Mình ấn tượng với Phong thì cũng là cái lúc đó, lúc mà Phong nói là để tay lên tim thì đúng là nó đập mạnh thiệt.